Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thay mặt cho gia đình của chúng tôi, xin có lời chúc anh em trong Luca đoạn 2, câu 10. Đó là, Thiên Sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Lời chúc của tôi cho Hội Thánh Chúa và những người đang theo dõi thường xuyên chương trình nhóm online của Mục vụ Giải cứu Gia đình Tái Sinh, đó là tin lành là sự vui mừng lớn. Tin lành không phải là một tôn giáo, mà tin lành là một sự vui mừng lớn. Amen. Nếu nó đúng Kinh Thánh thì Thiên Sứ báo rằng này ta báo các ngươi một tin lành, hay là tin mừng, hay là tin vui. Và Thiên Sứ nói tiếp rằng sẽ là một sự vui mừng lớn. Tin lành, đi theo sau tin lành là một sự vui mừng lớn, không phải là sự buồn thảm. Amen. Ai đó nói mình tin Chúa mà đời sống cứ sống trong buồn thảm, sống trong thất vọng, sống trong nghèo hèn, sống trong bần cùng, sống trong đau khổ, thì anh em đã tin nhầm Chúa Giêsu rồi. Anh em tin nhầm tin lành rồi. Anh em không theo tin lành rồi. Anh em theo tin dữ mất rồi. Vì đối với tôi, tin lành là một quyền năng của sự biến đổi. Amen. Mà nếu anh em không được biến đổi là anh em tin nhầm rồi, chứ không phải tin lành. Anh em tin lộn rồi. Anh em đã không sống theo tin lành của Chúa Giêsu dạy rồi. Hãy nhìn người bên cạnh của mình, tại sao cuộc đời họ được biến đổi, tại sao cuộc đời họ được thay đổi, còn chúng ta thì vẫn mang họ vũ, vũ như cẩn là vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả. Trên đối với tôi gửi lời chúc mừng mùa Giáng sinh năm 2023. Tin lành là sự vui mừng lớn. Đối với tôi, như tôi nói, tôi tin vào tin lành với sự vui mừng lớn trên đời sống của tôi. Tôi nói anh em rằng tôi kinh nghiệm sự vui mừng lớn. Amen. Vui mừng qua tin lành nó không nho nhỏ đâu anh em. Nó không phải chỉ là một sự thay đổi, nó không phải chỉ là một sự chữa lành nào đó, nhưng mà nhiều điều khiến chúng ta vui mừng, vui mừng, vui mừng hoài. Nó cho chúng ta vui mừng, gia đình của chúng ta vui mừng. Amen. Nếu ai đó nói mình đi theo tin lành mà chúng ta chưa đem lại sự vui mừng lớn cho gia đình của mình thì người đó là người nói xạo, chứ không phải là người nói đúng. Điều này là thành thật. Nếu một người nào đó nói với mình đang đi vào trung tâm của một vụ cơ đốc mà mình vẫn gieo rắc sự sầu khổ gia đình của mình, thì anh em là người theo tin dữ chứ không phải là người theo tin lành. Anh Hà thăng rồi anh em. Chúng ta là người theo tin lành, chúng ta phải kinh nghiệm được cái lời mặc khải mà Thiên Sứ đã truyền cho các mục đồng. Đó là sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Amen. Anh em để ý, sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân, chứ không phải chỉ là sự vui mừng cho các mục đồng. Muôn dân nói số nhiều phải không ạ? Mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ khắp nơi trên thế giới này, thì ai tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa một cách thật lòng, người đó sẽ kinh nghiệm sự vui mừng lớn. Hallelujah. Sự vui mừng lớn. Đây là lời chúc của tôi dành cho Hội Thánh Chúa ở đây, dành cho tất cả những con cái Chúa ở trên đường truyền Internet, để chúng ta vui hưởng một sự vui mừng lớn cho năm 2023. Hallelujah. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với lời của Chúa. Chúng ta có lời của Chúa sáng nay trong Cô Tô Nhì đoạn 3 câu 1 đến câu số 3. Cô Tô Nhì đoạn 3 câu 1 đến câu số 3. Xin mời Hội Thánh đồng đứng lên cùng với tôi đọc ba câu Kinh Thánh này. Chúng ta đọc ba câu Kinh Thánh này. Chúng ta bắt đầu. Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình, hay là như người khác cần có thơ gửi gắm cho anh em, hoặc nhờ thơ gửi gắm của anh em sao? Ấy chính anh em là thơ gửi gắm của chúng tôi. Việc trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Vả
rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ bởi chức vụ chúng tôi viết ra. Chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Chúng ta đọc lại câu số 3 này một lần nữa. Và rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ bởi chức vụ chúng tôi viết ra. Chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Xin mời Hội Thánh chúng ta đồng an toàn. Sáng nay chúng ta có lời của Chúa. Và chủ đề của sứ điệp mà tôi muốn chia sẻ cho anh em đó là mang tính chất thông điệp của mùa Giáng sinh năm 2023 với cái chủ đề đó là chúng ta là bức thơ của Đấng Christ. Tôi sẽ đọc lại chủ đề. Chúng ta là bức thư của Đấng Christ. Chúng ta có thể lặp lại chủ đề này được không? 1, 2, 3. Chúng ta là bức thư của Đấng Christ. Và đây, như điều tôi đã nói, là thông điệp của mùa Giáng sinh năm 2023. Mùa Giáng sinh đã bắt đầu về với không khí bắt đầu se se, lạnh vào buổi chiều tối và sáng sớm tại miền đông này. Và chúng ta nhìn vào quang cảnh của thế giới. Sáng nay tôi nói chuyện với con gái và con rể của tôi thì thấy hai con đi mua đồ để trang trí trong gia đình của mình về Giáng sinh. Và tôi hỏi với hai con đi đâu mà ba thấy cái cảnh quen quen. Thì Phương Nguyên nói dạ con đi đến cái chỗ mà con đã từng chở ba và mẹ đi đến đó để mua đồ trang trí Giáng sinh khi ba mẹ còn mắc kẹt bên đó. Và tôi thấy không khí Giáng sinh tràn ngập ở khắp nước trên thế giới. Tại Sài Gòn, ở mọi ngõ hẻm, thì nơi mà có những người theo đạo Công giáo nhiều thì họ đã trang trí bằng những dây đèn sáng rực rỡ về đêm. Những đường ra thành phố Sài Gòn thì đều trang trí tất cả đèn Giáng sinh. Những cái cây cũng được quấn bởi đèn Giáng sinh. Amen. Amen không ạ? Và để biết rằng đối với tôi nhìn điều đó có nhận một sự bày tỏ của Chúa. Giáng sinh về đem lại ánh sáng cho nhân loại. Và Chúa Giêsu là sự sáng của thế giới. Tất cả chị amen. Và chúng ta được gọi là cây của sự công bình. Mà cây công bình này khi có Chúa Giêsu thật sự thì cây công bình này giống như cây Noel này. Nếu cây mà mình gọi là cây Noel này không được trang trí bởi đèn nó lên thì chúng ta thấy nó chẳng có gì để nói phải không ạ? Nó không có gì đẹp, nó chỉ là màu xanh và rất là xấu xí mà thôi. Cuộc đời của tôi và anh em cũng vậy. Nếu mình nói về quá khứ thì chúng ta tràn đầy sự xấu xí, amen. Chúng ta giống như một con sâu đầy lông. Nói đến con sâu thì không biết thầy Tú đang có theo dõi online không? Hay là bỏ thầy Hiển chạy ra khỏi phòng rồi? Chúng ta như một loài sâu xấu xí. Chúng ta như một loài sâu mà đụng vào làm cứa toàn thân. Không ai dám đụng vào cuộc đời của chúng ta cả. Như khi cuộc đời ta bắt đầu tin Chúa Giêsu và Chúa Giêsu là sự sáng, cuộc đời của tôi và anh em bắt đầu có sự sáng thì chúng ta sẽ thu hút muôn người đến với chúng ta. Tất cả chị amen. Trước đây tôi chưa gặp gỡ Chúa thì tôi có bạn, mà bạn bè tôi toàn là hũ chìm không à. Bạn bè tôi toàn là cái thứ mà không có rượu nó không chịu được, không có thuốc lá là không chịu được, không có cần sa là không chịu được, không có thuốc tây là không chịu được. Nhưng mà khi tôi tiếp nhận Chúa Giêsu rồi, cuộc đời tôi có ánh sáng của Ngài rồi, thì những người bạn đó lìa xa tôi. Nhưng mà Chúa đã cho tôi rất nhiều người bạn mới. Amen. Amen. Và khi tôi gần với ai thì tôi cầm chắc một điều rằng người đó sẽ thích sống bên cạnh tôi. Chỉ có những anh em nào yếu đuối mới sợ sống gần tôi. Còn những anh em nào mà khao khát Chúa thì thích sống gần tôi. Amen. Chỉ có những anh em nào mà không có lửa Đức Thánh Linh thì sợ sống gần tôi. Nhưng mà anh em nào mà khát khao lửa Thánh Linh của Chúa và muốn biết về Đức Thánh Linh của Chúa thì lại rất là thích sống gần tôi. Amen không Khải? Con có sẵn sàng bỏ vợ mới cưới? Bỏ đây không phải là bỏ thêm gì đó, nhưng mà tạm có những giây phút rất là gần, nhưng mà cần Đức Thánh Linh quá, phải tranh thủ để mà tìm kiếm Đức Thánh Linh. Amen. Và mỗi lần mùa Giáng sinh về thì chúng ta thấy nhất là những tình nhân, họ bắt đầu chuẩn bị những thiệp chúc mừng Giáng sinh. Cho tôi nghe chị amen. Amen không ạ? Rồi những người sống xa nhà thì cũng chuẩn bị
những thiệp chúc mừng Giáng sinh và những gói quà Giáng sinh. Và tôi nhắc nhở đó là chúng ta, các con chuẩn bị những thiệp Giáng sinh để gửi về cho người thân yêu của mình. Cho tôi nghe chị amen. Anh Hà có thể làm điều này cho con gái của anh không? Chúng ta hãy làm điều này. Thiệp chúc mừng Giáng sinh. Những cái điều tôi đang nói đó là nhân loại ngày hôm nay muốn đọc một bức thư. Trong mùa Giáng sinh năm nay, nhân loại, trong đó có gia đình của chúng ta, muốn đọc một bức thư mà không phải đó là thiệp Giáng sinh theo nghĩa đen của chúng ta mà thôi. Nhưng họ muốn đọc được cái thiệp chúc mừng Giáng sinh qua cuộc đời của tôi và các anh chị em. Có nhiều người viết hay, viết thiệp Giáng sinh, viết rất hay. Có nhiều người nói rất giỏi, ví dụ như là buồn rầu và nặng nề không có trong từ điển của tôi. Nói hay không? Nói hay. Nhưng mà sống đúng như vậy là một chuyện khác ạ. Amen. Có những người nói, ô tôi là một người nghiện, lửa thánh linh đốt cháy cuộc đời của tôi rồi, vân vân vân. Nói thì hay, nhưng mà sống như vậy là hay không mới là chuyện đáng nói. Amen. Amen. Anh em, cho nên sáng nay Chúa đang nhắc nhở tôi để đây là thông điệp của Giáng sinh. Làm thế nào đó chúng ta vừa gửi thiệp Giáng sinh cho vợ của mình, cho con của mình, cho gia đình thân yêu của chúng ta, là những người cưu mang chúng ta nhiều năm tháng qua. Amen. Nhưng mà trên hết tất cả mọi điều, gia đình của chúng ta muốn đọc bức thư của Đấng Christ qua tôi và này, qua cuộc đời này. Amen. Đừng để người ta nói gì, ba nói hay lắm, hay con nói hay lắm, nhưng mà con sống chẳng ra cái gì cả, ba sống chẳng ra cái gì cả, em sống chẳng ra cái gì cả. Nếu là họ quay lưng lại với chúng ta là chúng ta đã sống không đúng với nền tảng của Kinh Thánh rồi. Amen. Và bao nhiêu người thừa nhận rằng việc gia đình của chúng ta ngày hôm nay chưa tin nhận Chúa Giêsu, nó cũng có một phần do chúng ta chưa thay đổi không? Bao nhiêu người tin điều này? Cho nên Giáng sinh đã về rồi, 2023 năm rồi. Chúng ta biết Chúa bao nhiêu năm rồi, chúng ta có thể quên là bao nhiêu năm, nhưng gia đình của chúng ta không bao giờ quên rằng họ đã gửi chúng ta vào một vụ giải cứu này thời gian bao nhiêu. Cho tôi nghe chị amen. Họ biết rõ chính xác luôn. Họ biết rõ số tiền mà họ đóng góp cho anh em. Tiền ăn, tiền uống, phải không ạ? À? Tiền bồi dưỡng, chính xác con số bao nhiêu luôn. Nhưng mà họ muốn một điều, ở mùa Giáng sinh năm nay, gia đình của một chúng ta, người thân yêu của chúng ta, họ phải đọc được bức thư của Đấng Christ. Đó là qua đời sống của anh chị em. Đừng chỉ đi nhà thờ, đừng chỉ đứng ở trong ca đoàn, mà người ta nhìn vào cuộc đời của chúng ta, người ta không đọc được cái điều gì mà Chúa viết ở tại cuộc đời của chúng ta cả. Amen. Người ta vẫn còn đọc những cuộc đời đó là gì? Ăn hại, sống không thành thật, sống không chân thật, sống không biết yêu thương gia đình, vẫn vậy tiếp tục làm khổ gia đình. Nếu là vậy thì đó không phải là bức thư của Đấng Christ, mà đó là bức thư của Satan. Tôi nghe chị amen. Khi Kinh Thánh nói bức thư của Đấng Christ thì ngầm một điều, có bức thư của Satan. Quá khứ của tôi Satan đã viết, bây giờ máu huyết của Chúa Giêsu đã rửa sạch và bắt đầu Ngài viết bức thư này theo mực của Ngài, theo ngòi viết của Ngài. Amen. Và theo cách hành văn của Ngài. Cho tôi nghe chữ amen. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy, ông nói trong câu 1, câu 1 là tiếp của đoạn 2, dòng chảy của đoạn 2, những câu cuối cùng của đoạn 2. Đoạn 2, những câu cuối cùng của đoạn 2 là gì anh em? Những câu cuối cùng của đoạn 2 là gì? Tôi xin đọc. Xong tạ, bắt đầu câu 14, xong tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chỗ. Anh đã để chúng tôi câu 14. Qua chúng ta, người nhà đã ngửi được mùi thơm của Đấng Christ chưa? Trước đây chúng ta nhớ rằng khi yêu nhau đó, chúng ta viết thư tình đó,
chúng ta có loại giấy thơm phải không ạ? Có phải không em? Có phải không? Có loại giấy thơm. À, có loại giấy thơm. Có loại giấy trắng. À, có loại giấy in hoa màu tím. Có trái tim. À, và ta lựa chọn những cái giấy tờ đó để ta mua, ta viết thư tình. Và đối với Chúa Giêsu cũng vậy. Chúa nói rằng là song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ. Và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chỗ. Chúng ta coi thử là gia đình đã nhận biết Đấng Christ qua đời sống của mình chưa? Hay là gia đình không được ngửi được mùi thơm mà gia đình vẫn ngửi được cái mùi quá khứ của chúng ta, vẫn tiếp tục đục ngoáy, vẫn tiếp tục gặm nhấm gia đình của mình, vẫn tiếp tục làm đau khổ gia đình của mình chăng? Câu 15 nói gì? Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ. Anh em, chúng ta xem lại, đó là trước mặt Chúa sáng hôm nay, ngay giờ phút này, bao nhiêu người thừa nhận rằng mình là mùi thơm của Đấng Christ? Anh em, chúng ta phải biết rằng mình có phải là mùi thơm của Đấng Christ không? Phần gì có 16? Xin lỗi, câu 15 phần B. Ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Câu 16, cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết. Cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Trong hội thánh của Chúa luôn luôn có kẻ, có người này người kia. Có người có mùi sự sống và có người có mùi sự chết. Amen. Và ngay giờ phút này cũng vậy. Có người thì có mùi của sự sống, có người vẫn có mùi của sự chết. Và hãy nhớ rằng, hãy nhớ câu này anh em này. Cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết. Anh em, đây là câu cực kỳ quan trọng. Đừng cứng lòng nữa. Đừng nghĩ rằng mình không cần cái gì cả. Đừng nghĩ rằng như vậy là được rồi, đủ rồi. Đừng. Điều quan trọng đó là chúng ta coi thử mình có mùi sự sống không. Amen. Vì nếu mình đang ở mùi, chỗ cái mùi sự chết, thì Kinh Thánh xác quyết rằng chết làm cho chết. Có nghĩa gì? Mùi sự chết đó nếu không ăn năn thì chính tội lỗi đó nó tiếp tục giết chết cuộc đời của ai đó. Amen. Không thể sống được. Đi từ chết đến chết mà thôi. Không có cơ hội để ngóc đầu lên đâu anh em. Mùi của sự sống làm cho sống. Và câu 17 nói gì? Và chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, thế như đạo từ Đức Chúa Trời đến thế nào thì giảng ra thì ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Thì đang lúc ông nói về mùi thơm của Đấng Christ, ông nói về mùi sự chết làm cho chết, mùi sự sống làm cho sống. Amen. Thì đoạn 3 câu số 1, ông bắt đầu nói gì? Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình, gọi là tự đề cao mình chăng? Hay là như người khác cần có thơ gửi gắm phải không ạ? Amen. Cho anh em, hoặc nhờ thơ gửi gắm cho anh em sao? Anh em ngày xưa muốn chuyển tải gì đã có thơ. Amen. Amen không ạ? Ví dụ như ngày xưa đến đám cưới của Khải và Trà vừa rồi đó, nếu mà ba mẹ của Khải xa quá không có thể mà gặp chị Thơ được đó, sẽ viết một lá thư là gửi chị Xui. Chị Xui của tôi có phải không? Thí dụ vậy đó. Rồi hỏi về chúng ta đã dự định cái ngày cưới như vậy đó. Chị Xui có bình an không? Chị Xui xỉu mấy lần rồi? Chị Xui đã ngất xỉu mấy lần rồi? Tôi nghe tin tức nói rằng là chị tái lên tái xuống ngoài. Chúng tôi lo cho chị quá. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Có là gì? Nhờ thơ mà gợi ý cho nhau. Amen. Amen không ạ? Thế thì anh em ý. Sứ đồ Phaolô bắt đầu nói giữa cái người có mùi thơm của Đấng Christ. Mùi sự chết làm cho chết, mùi sự sống làm cho sống. Amen. Và ông đó không tự khoe mình. Vì hội thánh, hội thánh Corinto, họ không có được sống tỉnh thức. Họ luôn tuồng. Như tôi nói đó, có người đi nhà thờ nhưng vẫn sống trong sự chết và làm cho chết. Amen. Và có ngược lại, có người có sự sống và làm cho sống. Cho tôi nghe chị. Amen.
Có người thì có mùi thơm của Đấng Christ, có người thì Hội Thánh lắc đầu. Hội Thánh lắc đầu. Bởi vì chẳng gì có mùi thơm từ con người đó cả. Và sứ đồ Phaolô gửi cho Hội Thánh Côrintô tiếp đoạn 3. Và ông nói rằng là hay là như người khác cần có thơ gửi gắm cho anh em, hoặc nhờ thơ gửi gắm của anh em sao? Và câu số 2 ông nói gì? Ông nói ấy chính em là thơ gửi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Phaolô dường như muốn nói với Hội Thánh Côrintô rằng không cần tôi viết thơ để nhờ ai đó gửi gắm anh em đâu. Amen. Amen. Tôi không cần viết thơ giới thiệu đâu anh em cho Hội Thánh Chúa đâu. Tôi không cần viết thư giới thiệu cho chức vụ của tôi, cho Hội Thánh của anh em đâu. Vì chính anh em là thơ gửi gắm của chúng tôi. Như vậy những người tin Chúa Giêsu có quan trọng không? Quan trọng không? Bởi vì anh em là thơ gửi gắm để gia đình anh em đọc được Chúa có thật hay không. Cho tôi nghe chữ amen. Để người khác đọc là Chúa của chúng ta thật là yêu thương hay là ghen ghét, Chúa của chúng ta tốt lành hay là không tốt lành. Amen. Amen. Trên Kinh Thánh dạy rằng sứ đồ Phaolô nói rằng anh em không cần thư đâu, bởi vì anh em là bức thư rồi. Cho tôi nghe chữ amen. Anh em là bức thư của chúng tôi rồi. Và sáng nay tôi nhân danh Chúa Giêsu, đấng tôi thuộc về, đấng tôi làm đầy tớ của Ngài, tôi kêu gọi anh em rằng hãy ý thức trong mùa Giáng sinh năm 2023 này, anh em là bức thư gửi gắm của chúng tôi. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Gia đình của chúng ta phải đọc được thông điệp Giáng sinh. Amen. Đừng như quá khứ nữa, gọi điện thoại vài ba câu hỏi thăm, sau đó là anh gửi cho em xin ít tiền nha, con gửi cho ba ít tiền nha. Đừng có cái thói quen cũ đó. Chúng ta sống như thế nào, đừng xin tiền mà họ gửi tiền chúng ta mới là tuyệt vời. Cho tôi nghe chữ amen. Đừng xin tiền mà đôi khi họ cho mà lòng họ cay cú, thì tôi đem nhận số tiền đó cũng chẳng phước hạnh gì đâu. Và sứ đồ Phaolô nói gì? Tiếp câu số 2. Anh em là bức thư gửi gắm của chúng tôi, viết ở đâu ạ? Viết trong lòng của chúng tôi. Sứ đồ Phaolô dường như nói một thánh con tôi rằng anh em hãy nghĩ lại công khó của chúng tôi. Amen. Sứ đồ Phaolô nói là chúng tôi không mua cây viết ở bên ngoài để viết bằng giấy, nhưng mà tôi viết bức thư cho anh em bằng tấm lòng của chúng tôi. Bao nhiêu người khi vào trong một vụ giải cứu hay là Hội Thánh của Chúa, chúng ta thấy công khó của những người giúp đỡ chúng ta. Một người có ân tình, một người có nghĩa là quý cái người giúp đỡ mình. Cho tôi nghe chữ amen. Nhưng khi một con người không còn sống nghĩa rồi đó, thì lương tâm của họ đã chết mất rồi. Tại sao tôi phải nói lời cảm ơn với một người làm cà phê cho tôi uống? Tại sao tôi phải nói một lời cảm ơn một người có thể chiên khoai tây cho tôi ăn? Tại sao tôi thể có nói một người có thể nấu ăn hay làm thức ăn buổi sáng cho tôi? Bởi vì nó từ tấm lòng vậy men. Hallelujah. Nó từ tấm lòng tôi quý cái người phục vụ mình. Sứ đồ Phaolô nói rằng viết trong lòng chúng tôi. Bao nhiêu người thấy cái giá trị của sự chịu nhịn nhục của những người giúp đỡ chúng ta nào? Nếu không nhịn nhục chúng ta được ngày hôm nay không? Nếu không bỏ tình yêu ta được ngày hôm nay không? Đến nỗi ông nói gì? Mọi người đều biết nếu anh em
phủ nhận cái công khó của chúng tôi, nên anh em phủ nhận cái sự nhịn nhục, chịu cực, chịu khổ, chịu nhục, nín chịu anh em, thì người khác cũng biết chúng tôi trả giá như thế nào vì anh em. Amen. Anh em có thể phủ nhận vì sự cứng lòng của anh em, nhưng Chúa biết, con người cũng biết, và lương tâm của chúng tôi không bị cao trật. Anh em nghĩ tôi nói không? Thế thì tôi muốn nói, chúng ta phải sống như thế nào để mọi người đều biết và đều đọc. Họ biết, họ biết quá khứ của chúng ta. Tôi nghe chị amen, không chị đấy. Amen không liên. Họ biết, họ biết chúng ta theo Tin Lành. Amen. Amen. Họ biết chúng ta đi nhà thờ. Amen. Họ biết chúng ta hát hay đờn giỏi. Họ biết, họ biết, họ biết nhiều điều về đời chúng ta. Nhưng điều đó không quan trọng. Cái điều quan trọng là gì? Họ đều đọc nữa. Có chữ đều đọc không? Họ đọc cuộc đời chúng ta. À, anh nhiệt tình, nhưng mà tôi đọc cuộc đời anh, tôi thấy anh nhiệt tình, nhưng mà anh thật sự không tốt. Amen. Amen. Ồ, tôi biết con người này. Tôi biết con người này đã từng đi nhiều trung tâm, bây giờ vào trung tâm này, tôi biết. Nhưng mà tôi muốn đọc cuộc đời con người này. Tôi muốn đọc lá thư về cuộc đời con người này mà Chúa viết. Amen. Tôi nghe chị amen. Ồ, tôi biết. Tôi biết chị này là đi nhóm ở 23. Ồ, tôi biết cô kia mới đám cưới xong. À, ồ, tôi biết cô này là vợ của một người hầu của Chúa. Cái biết đó không nói cho ta ai cả. Nhưng họ sẽ đọc cách sống của chúng ta. Anh em, một cái cách sống của chúng ta nó sẽ đem một người đến cái chỗ tin Chúa, và cái cách sống của chúng ta có thể đẩy người khác ra xa khỏi Chúa. Cho tôi nói chữ amen. Cho nên em, sứ đồ Phaolô nói vào thánh Côrintô rằng ai cũng biết anh em đi nhà thờ, ai cũng biết anh em theo Chúa Giêsu, amen. Ai cũng biết tin Chúa Giêsu, nhưng việc ai biết ta tin Chúa Giêsu không quan trọng. Ai cũng biết rằng sáng nay thấy chị Thơ không còn xỉu nữa, đi nhà thờ không còn gánh nặng nữa. Hallelujah. Nhưng mà điều đó không quan trọng. Quan trọng đó là họ đọc qua cuộc đời của chúng ta, họ thấy cái gì trong đời sống của chúng ta. Cho tôi nghe chị amen. Chúng ta có yêu thương không? Chúng ta có thật sự chân thật với nhau không? Chúng ta có kính sợ Chúa không? Amen. Chúng ta có sống thánh khiết không? Amen. Chúng ta có sống yêu thương nhau không? Chúng ta sẵn lòng tha thứ nhau không? Chúng ta có yêu thương con cái của mình không? Chúng ta có yêu thương mọi người không? Chúng ta có lắng nghe cái người giúp đỡ chúng ta không? Và đến câu số 3, Phaolô bắt đầu bày tỏ rõ ràng về bức thư là cuộc đời của tôi và anh em. Và tôi nói anh em, đây là một điều rất 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 quan trọng. Ông nói gì ạ? Vả rõ thật rằng anh em là bức thư của Đấng Christ. Anh em, Kinh Thánh bắt đầu xác quyết qua chức vụ sứ đồ Phaolô. Và rõ thật, rõ thật, rõ đây là rõ ràng, amen, không mập mờ. Những ngày tôi đọc một câu Kinh Thánh trong phúc âm, xin lỗi, thời gian thiết đoạn 5, một lời rất là quả quyết: Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Bao nhiêu người giống như tôi đi với Chúa, và Ngài là sự sáng, và khi ta bắt đầu thấy có một sự cám dỗ đến, chúng ta thấy sự tối tăm đến, và chúng ta bắt đầu không đi theo con đường đó, bởi nếu ta phạm tội là chúng ta chiều theo sự tối tăm, amen. Khi ta phạm tội là chúng ta tự dẫn cuộc đời của mình vào vùng tăm tối. Việc tội lỗi không bao giờ có sự sáng ở đó, amen. Và khi tôi đi với Chúa, nhiều sự cám dỗ đến với tôi, và tôi chỉ cần biết một điều, chỉ cần một tư tưởng phạm tội, chỉ cần một lời nói, chỉ cần một cái hành vi của tôi phạm tội, đó là lúc tôi quyết định sống trong vùng tâm tôi. Bởi vì Kinh Thánh quả quyết rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài không có sự tối tăm đâu. Amen. Và tại đây Phaolô nói rằng là vả rõ thật, rõ là rõ ràng, thật có là nó thật, không có sự giả dối ở đây. Amen. Đời sống của chúng ta không thể nào vừa là thư của Đấng Christ, vừa là thư của Satan.
chúng ta không thể nào vừa là thư của Đấng Christ mà vừa là thư của nhục dục, thư của trần gian ô tối này. Amen. Amen. Không thể được anh em. Anh em thấy cuốn Kinh Thánh 66 sách, không có sách 67. Nếu có sách 67 là ngụy kinh, phải không ạ? Không có sách 68. Nếu có sách 68 là ngụy kinh. Và trong 66 sách này, chúng ta thấy không viết gì khác hơn ngoài là lời của Đức Chúa Trời. Cho tôi nghe chứ. Amen. Amen. Không viết gì khác hơn là ngoài lời Đức Chúa Trời. Thì đời sống của tôi và anh em cũng vậy, phải sống đúng như thầy Phaolô nói và rõ thật rằng anh em là bức thư của Đấng Christ. Đấng Christ là ai vậy anh em? Đấng Christ là vua. Quan trọng không? Ngày xưa mà ông vua ra một cái chiếu chỉ đó, ông viết đó hả, cầm chiếu chỉ đi, ai dám cãi là chiếu chỉ đó. Và tôi và anh em ngày hôm nay là bức thư của vua. Quan trọng không? Bức thư của vua Giê-xu. Đấng Christ là đấng chịu sức dầu. Amen. Tôi và anh em là bức thư của đấng chịu sức dầu. Đời sống của chúng ta phải có mùi thơm của Đấng Christ. Đừng để ai đó nhắc đến tên của chúng ta mà họ lắc đầu nữa. Ngày hôm qua có một cái cây linh sam ở trong vườn cây của chúng ta. Buổi trưa thì chúng tôi ngồi ăn trưa xong, tôi nhìn ra, tôi thấy ủa cây linh sam sao nó giống như chết vậy. Tôi nhớ là sáng tôi có tưới nó mà. Thế tôi chạy ra tôi coi, thì tôi thấy có một số loại rầy, tôi không nhìn sát. Nhưng sau đó tôi đi vào nghỉ trưa thì học trò tôi mới nói rằng là bối cây linh sam nhiều con nó bu lại lắm. Thì sau giấc ngủ trưa tôi chạy ra tôi thấy quá nhiều những con rầy li ti nho nhỏ, nó bu kín cả cây linh sam đây. Và chú nói với lòng của tôi khi tôi suy gẫm sự điệp này, con thấy không, không phải là nó thích cái tên này đâu, nhưng mà vì cái mùi của hoa cây linh sam này đã quyến dụ, đã cám dỗ những con rầy li ti này đến để cắn phá cái loài hoa này. Anh em yêu dấu của tôi, chúng ta là bức thư của Đấng Christ. Trên ma quỷ là kẻ không thích. Amen. Ngày đêm nó tìm nhiều sự cám dỗ, tìm nhiều mưu cách để phá vỡ lá thư của Đấng Christ. Và bây giờ chúng ta đi tiếp. Bởi chức vụ chúng tôi viết ra. Anh em nên nhớ nha, bức thư của Đấng Christ, nhưng bởi chức vụ của sứ đồ Phaolô cho người Côrintô, và bởi chúng ta ở đây là cho chức vụ của chúng tôi. Amen. Trong đó có vợ chồng của chúng tôi, trong đó có thầy Tú, trong đó có thầy Sơn, thầy Hưng, trong đó có những nhân sự Khải, Hòa, Hoang, bộ một số anh em hiệp một lại để viết nên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Có đúng như vậy không anh em? Có đúng như vậy không anh em? Giống như khi em bé sinh ra đời, trong phòng sinh không phải chỉ có một bác sĩ đỡ đẻ, nhưng mà có nguyên cái ekip, phải không ạ? Có phải không ạ? Nữ y tá, phải không? Người lấy dao, người cầm kéo, phải không? Người tắm cho em bé, phải không? Tất cả các đội ngũ là có một cái team ở đó. Và sứ đồ Phaolô, ông không tự cao chính mình, ông không nói là bởi chức vụ của tôi, nhưng mà ông nói là bởi chức vụ của chúng tôi viết ra. Hallelujah. Và bây giờ ta thấy nè, ông cho chúng ta biết viết bằng chất liệu gì đây. Chẳng phải viết bằng mực, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Anh em để ý, chất liệu mà Phaolô nói viết thư đó không phải bằng mực, nhưng bằng loại mực mà trong trần gian này không có, đó là Đức Thánh Linh. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Bằng mực Đức Thánh Linh. Thư bằng mực Đức Thánh Linh. Thế thì tôi nói anh em, ý nghĩa ở đây là gì? Ý nghĩa ở đây là gì? Bằng mực Đức Thánh Linh nói lên chức vụ của Ngài trong một cuộc đời. Amen. Chúa nhặt chúng ta một cái tờ giấy, nó dính đầy chất mẫn, đầy những điều hô thối ở ngoài cái đề bô rác trần gian này này, trong quá khứ phải không? Chúa đem về,
Chúa thân tay. Chúa bắt đầu viết bằng những nét chữ đầu tiên, đó là sự tái sanh. Cho tôi nghe chữ amen. Sự sanh lại. Có những người đang ngồi đây, tôi thấy, tôi ngẫm nghĩ cuộc đời họ những ngày qua, và Chúa cho tôi biết một điều rằng họ chưa thực sự được tái sanh. Họ chưa sanh lại bởi quyền năng của Đức Linh. Họ chỉ có sự sốt sắng cho công việc nhà Chúa. Họ có thể phục vụ, họ có thể làm được mọi điều, nhờ họ làm nhiều làm rất tốt, nhưng họ không có sự tái sanh. Đó là gì? Câu tôi nhìn đoạn 57. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Tôi cứ nhìn điều đó và tôi bắt đầu suy gẫm. Đó là những sự cũ trong cuộc đời của họ không qua đi. Họ ở trung tâm khác, họ cũng vậy. Họ vào trung tâm này, họ cũng y chang như vậy. Không có gì thay đổi cả. Không có gì thay đổi cả. Tính cách của họ, bản chất của họ, không gì thay đổi cả. Thế thì làm sao chúng ta có thông điệp Giáng sinh cho gia đình của mình năm 2023 này đấy? Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Làm sao chúng ta cho gia đình biết, gia đình ta dù chưa biết Chúa Giêsu, nhưng tôi tin rằng tháng 12 họ đều biết có ngày lễ Noel, có ngày Giáng sinh em ấy. Họ nhìn vào thằng em của mình, họ nhìn vào con của mình, họ nói cái chuyện gì lạ vậy này? Sao đứa này nó cũng ở Đà Lạt mà nó cũng được thay đổi, bây giờ Chúa dùng nó mà con của mình, của mình ở Đà Lạt cũng chẳng gì thay đổi, đứa này cũng ở Khánh Hòa nó được thay đổi, sao con của mình không được thay đổi? Đứa này thì ở Thạch Thất mà không thay đổi, sao thằng này nó mới có xong, sao mình mà được thay đổi? Anh em, chúng ta hãy để cho họ đọc cuộc đời chúng ta. Tao tôi nghe chị amen. Đừng để họ lắc đầu anh em. Cho nên tôi muốn nói là sự điệp này mang tính chất rất là quan trọng cho thông điệp của mùa Giáng sinh năm 2023. Chứ vì cái đó chúng ta thấy, chúng ta mời người ta đi nhóm Giáng sinh đó. Chúng ta mời họ nhận lời nhưng họ không đi. Bởi vì họ nhìn vào cuộc đời chúng ta, họ đọc, họ chẳng thấy cái điều gì là tốt lành cả anh em. Amen. Họ chẳng có điều gì thay đổi, không được thay đổi, không được tái sinh, không kinh nghiệm Chúa, vẫn như phủ như cẩn là vẫn như cũ. Thì họ không muốn tin Chúa đâu. Cho đến khi chúng ta để cho Đức Thánh Linh bắt đầu viết những nét chữ đầu tiên trong cuộc đời của tôi và anh em. Amen. Và ta biết gì? Sau đó Đức Thánh Linh viết bằng cái gì nữa anh em ạ? Đó là dòng chữ thứ hai ngài viết. Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Bao nhiêu người chúng ta thật sự yêu gia đình của mình? Chúng ta thật sự yêu gia đình của mình. Anh em, thì hãy quyết định ngày hôm nay. Đừng yêu bằng đầu môi chốt lưỡi. Cho tôi nghe chị amen. Nhưng yêu bằng cả đời sống của tôi và anh chị em. Hãy để cho ba mẹ của chúng ta, hãy để cho con cái của chúng ta, hãy để cho anh chị em của chúng ta, hãy để cho những người bà con trong dòng tộc của chúng ta, hay những người hàng xóm của chúng ta, họ nhìn thấy thực sự tấm lòng của tôi và anh em. Amen. Họ đôi khi họ đọc không thành tiếng đâu. Khi ta đọc Kinh Thánh, đôi khi ta đọc đâu thành tiếng. Amen. Nhưng ta đang đọc đó chứ, phải không ạ? Và đôi khi họ âm thầm họ đọc cuộc đời của chúng ta, và cho họ thấy rằng Chúa là tình yêu thật sự trong cuộc đời của tôi và anh em. Amen. Thì tôi nói em rằng nhiều điều tốt lành sẽ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên lá thư của Đấng Christ được viết bằng chất liệu, đó là mực của Đức Thánh Linh. Cho tôi nghe chị amen. Như vậy Đức Thánh Linh có quan trọng với đời sống của chúng ta không? Anh em, có nhiều anh em không bao giờ ý thức Đức Thánh Linh quan trọng cho đời sống của chính mình. Họ coi cái tôi của họ là lớn hơn cả Đức Thánh Linh. Họ coi cái tư dục xác thịt của họ lớn hơn Đức Thánh Linh. Họ coi ý riêng của họ lớn hơn Đức Thánh Linh. Tôi càng đi với Chúa, tôi càng tôn trọng và công bố rằng Đức Thánh Linh là số 1 cho đời sống của tôi. Không gì là số 1, không gì là quan trọng đối với tôi nếu không có Đức Thánh Linh. Amen. Tôi chọn Chúa. Và bây giờ ta đến điều kế tiếp. Chẳng phải viết trên bảng đá là 10 điều răn như luật pháp của Môi-se,
Amen. Nhưng trên bản thân thì, tức là trên lòng anh em. Như vậy chất liệu thứ hai để chúng ta trở thành lá thư của Đấng Christ, ngoài mực của Đức Thánh Linh, amen. Amen. Ngoài quyền năng của Đức Thánh Linh, amen. Sự tái sinh, sự biến đổi, tình yêu thương, sự thánh khiết, vân vân, những điều thuộc về Đức Thánh Linh, bông trái của Ngài cho tất cả cha, amen. Thì chất liệu thứ hai đó là không phải bằng giấy đời này, không phải bằng lá cao su đâu nha cô Vân, không phải bằng gỗ ép cao su đâu nha cô Phương, không phải bằng ván ép, không phải bằng giấy, bằng cỏ đời này, nhưng chất liệu được tạo thành giấy để Đức Thánh Linh viết trên cuộc đời của tôi và anh em, đó là từ tấm lòng của mỗi một chúng ta. Thế thì anh em hãy đặt một tay lên lòng của mình giờ này. Và tôi đặt một câu hỏi và chúng ta tự suy gẫm nhé. Đó là tấm lòng của chúng ta ngay giờ phút này và những ngày qua, tấm lòng của chúng ta có thật sự tôn trọng Đức Thánh Linh không? Hãy tự hỏi trước những cám dỗ, trước cái tôi, cái bản ngã của mình. Mình sẵn sàng giết bản ngã, giết cái tôi để có Đức Thánh Linh ở trong cuộc đời chúng ta không? Hay là chúng ta vẫn để cho cái bản ngã của chúng ta làm chủ cuộc đời của mình? Và tôi là vậy, cái tôi của mình phải không ạ? Tôi là vậy. Bây giờ thầy mới biết tôi sao? Tôi là vậy. Tôi thay đổi bao giờ? Anh em, chất liệu để Đức Thánh Linh viết và lá thư này trở thành lá thư của Đấng Christ, Ngài không viết trên cái căn bàn trải bàn tiệc thánh hôm nay. Ngài không viết trên áo trắng của thầy Hưng. Ngài không viết trên áo trắng của tôi. Nhưng Ngài viết trên tấm lòng của tôi. Ngài viết trên tấm lòng của Khải. Ngài viết trên tấm lòng của Tiến. Ngài viết trên tấm lòng của Huy. Ngài viết trên tấm lòng của Tuấn Anh. Ngài viết tấm lòng của anh Hà. Ngài viết tấm lòng của Trí. Ngài viết tấm lòng của Tuyền. Ngài viết tấm lòng của Đế. Ngài viết trên tấm lòng của Hạnh, của Liên, của Hạnh em Liên, của chị Thơ không còn bị xỉu nữa. Ngài viết trên người lo chương trình media Nghĩa Hai. Ngài viết trên tấm lòng của Diệu Kỳ. Con đừng được đặt tên Diệu Kỳ, nhưng mà chẳng Diệu Kỳ chút nào. Phải là Diệu Kỳ thì mới đúng là Diệu Kỳ của Chúa. Are you with me? Anh em, chất liệu mà để Đức Thánh viết và tôi và anh em trở thành lá thư của Đức Thánh gửi khắp thế giới này, gửi gia đình, cộng đồng, hội thánh, và trở thành thông điệp của Giáng sinh năm 2023 này, đó là tấm lòng của tôi và anh em. Như vậy anh em thấy gì? Có nhiều người Chúa không viết được. Bởi vì Chúa nói gì? Chúa không viết trên bảng bằng đá mà, amen. Có đúng không? Chúa nói cứng quá ta không viết được. Ta không viết được vì cứng quá. Lòng cứng quá. Lòng chai đá quá. Lòng u lì quá. Lòng đầy dẫy sự vô tín. Lòng đầy dẫy sự không chân thật. Chúa không viết được. Chúa phải viết trên tấm lòng mềm mại. Amen. Chúa viết trên tấm lòng của sự khiêm nhường. Chúa viết trên tấm lòng của sự thuận phục. Chúa viết trên tấm lòng của người biết ơn Chúa. Ta tụng hát chữ amen. Anh em ơi, cái đó hãy suy xét. Tấm lòng của tôi và anh em những ngày qua là tấm lòng như thế nào? Đừng như người Pharisee, Chúa cổ trách họ như thế này. Các ngươi như mồ mã tô trắng bên ngoài, đẹp không? Giống như sáng nay anh em thấy tôi mặc áo trắng đẹp không? Đây cà vạt đẹp không? Cà vạt đẹp. Nhưng cái này là bên ngoài, không nói tôi là ai cả. Amen. Chúng ta nhìn những người marketing kìa. Đôi khi ở nhà họ, ở nhà tranh đó, họ đi ra ngoài giống như là thương gia luôn. Đúng không?
xài 2-3 cái điện thoại hả? Phải không? Đeo Rolex, đeo đồng hồ Rolex đeo, đeo. Mua 500 ngàn à, cho lớn. Mặc quần bỏ đồ vô trong, phải không? Tóc tai, hức rất đẹp, vút keo hả? Phải không? Nhìn đi xe tay ga, có nhiều người còn mượn tiểu đó, thuê xe chạy, bước xuống xe xách cặp táp đi, sang không? Quá xa. Tôi là nhân viên tiếp thị, bán trà sữa và chuyên bán sữa lon cho cô Phương, vợ mục sư ngồi taxi. Tôi là nhân viên hàng đa cấp. Chính mục sư của tấn sĩ làm tôi mất cái nguồn này vì không cho vợ ông mua cái thuốc này nữa. Thấy họ lịch sự quá là gì? Con người của mình bị chết bởi sự giả tạo bên ngoài. Và Chúa Giêsu đã đón người Pharisee gì? Các ngươi như mồ mả tô trắng bên ngoài, nhưng bên trong đầy dẫy xương cốt. Đi với Chúa hãy nhớ điều này. Chúa cần người bề trong. Chúa không để ý lắm về người bề ngoài. Chúa không coi trọng tô xám này mặc đồ gì. Amen. Không có nghĩa là Chúa muốn tôi mặc đồ rách, không phải. Nhưng mà Chúa không để ý lắm. Chúa cần cái điều bề trong của tôi. Anh em, nếu tấm lòng của chúng ta trong sạch, Đức Thánh Linh là thần linh của sự thánh khiết, Ngài sẽ viết lên. Amen. Ngài sẽ viết lên về tình yêu. Ngài sẽ viết lên về sự trong sạch. Ngài sẽ viết lên về sự nhân từ. Ngài sẽ viết lên sự đầu phục. Ngài sẽ tiếp tục rải mùi thơm về nhận biết Đấng Christ trên cuộc đời của tôi và anh em. Như vậy, thông điệp Giáng sinh của năm 2023 này là gì? Đối với tôi, mùa Giáng sinh không phải là dành cho những người biết Chúa. Những mùa Giáng sinh dành cho những người chưa biết Chúa Giêsu là ai. Mà để họ biết, thì chúng ta phải là những mục đồng. Cho tôi nghe chị amen. Chúng ta phải là những người vâng lời Chúa. Amen. Amen. Chúng ta phải là người đi ra truyền rao về tin lành của Chúa, của Thầy Giêsu. Mà để được như vậy, thì tôi và anh phải trở thành bức thư của Đấng Christ. Cho tôi nghe chị amen. Tôi và anh phải trở thành lá thư của Đấng Christ, được viết bởi Đức Thánh Linh, bởi chức vụ của Đức Thánh Linh, qua chức vụ của sứ đồ Phaolô và đội ngũ truyền giáo của ông. Amen. Amen. Và viết trên loại chất liệu là tấm lòng của tôi và anh em. Nếu là vậy, thì chúng ta sẽ có thông điệp Giáng sinh đến cho người thân yêu chúng ta trong Giáng sinh 2023 này. Và nhiều người sẽ ngửi được mùi thơm của Đấng Christ. Amen. Nhiều người sẽ âm thầm đọc cuộc đời của chúng ta. Vừa rồi thì trong ngày cưới của Trà, khi tôi lên tôi coi bên đàn gái, bên đàn trai trò chuyện thế nào. Và khi tôi lên thì chuẩn bị hết lễ, thì gia đình đàn trai bước ra bên ngoài ngồi, có một số người, còn một số người còn đang ở bên trong với gia đình chị Thơ, với thầy Tu, với cậu của Trà. Và khi gia đình đàn trai đang ngồi này, thì có một người của chúng ta, người thuộc thánh của chúng ta, phản ứng hơi gắt về một lĩnh vực nào đó. Phản ứng quá gắt. Và khi tôi đang ngồi đó thì tôi thấy người trẻ này phản ứng như vậy, thì tôi định nhắc rồi, nhưng tôi chưa kịp nhắc thì bên đàn trai á, người ta trợn mắt, người ta dòm như này. Thì anh biết gì xảy ra không? Đó là họ bắt đầu có một cái nhìn, ủa, điều gì xảy ra vậy? Anh em hiểu điều tôi nói không? Lời Chúa luôn dạy tôi và anh em rằng, xem trái thì cô Tuyền không dám nói xem trái, chị nó biết cay không à. Xem trái thì biết cay, trái tốt thì cay tốt. Amen. Amen. Mà cay xấu thì trái xấu. Trên anh em giống của tôi, sáng nay tôi nhân danh Chúa Giêsu, Đấng đã qua chức vụ sứ đồ Phaolô, mà ông đã được Chúa Thánh Linh dùng để viết nhiều bức thư qua nhiều cuộc đời. Ví dụ như là Timôthê là một người trẻ tuổi. Amen. Dưới chức vụ ông được chức vụ sứ đồ Phaolô, ông hướng dẫn, và ông Đức Thánh Linh đã viết qua Timôthê trở thành một mục sư đầy ơn của Chúa, đúng không ạ? Tôi có nghe chứ? Amen. Amen. Rồi Phaolô được Đức Thánh Linh sử dụng để viết đời sống của ông Tít, Philemon, phải không? Có phải không? Và nhiều cuộc đời khác nhau.
chức vụ của chúng tôi ở đây cũng vậy. Đó là Đức Thánh Linh đã sẵn sàng viết nhiều cuộc đời. Và bây giờ họ trở thành những người công bố phúc âm của Đức Trời. Amen. Và tiếp tục Chúa dấy họ lên. Và tiếp tục Đức Thánh Linh tiếp tục viết qua cuộc đời những con người đó, để cuộc đời con người đó là ngòi nổ về năng quyền của phúc âm. Cho tôi nghe chưa? Amen. Còn chúng ta thì sao? Còn chúng ta thì sao? Tại sao Chúa viết người này mà Chúa không viết người kia? Hãy đặt câu hỏi này. Tại sao Chúa viết bức thư về Đấng Christ, cái cuộc đời của con người này, mà Chúa không viết cuộc đời của người kia? Khi nãy tôi có nói là bởi vì chúng ta chưa thực sự được tái sanh. Amen. Chúng ta tin Chúa bằng đầu môi chốt lưỡi. Chúng ta không thật lòng. Thứ hai, chúng ta chưa đạo phục Ngài. Chúng ta vẫn còn kiêu ngạo. Chúng ta vẫn còn cứng lòng. Chúng ta vẫn còn cứng ngắc. Chúng ta vẫn còn vô tín. Chúng ta vẫn còn ngạo mạn. Và chúng ta chưa thật sự khiêm nhường đố để Chúa thấy chúng ta. Và Ngài bắt đầu viết cuộc đời của tôi và anh em. Trước đây tôi còn thích viết. Tôi cũng rất là thích viết. Và ba tôi bây giờ 96 tuổi rồi nha. Nhưng mà cứ trong một tuần lễ, ngày thứ bảy là viết ra bài giảng. Và ông viết bằng bút viết á. 96 tuổi anh em. Nhưng mà tôi tin chắc một điều là ông viết nét chữ chắc chắn đẹp hơn tuyệt. 96 tuổi tôi tin chắc chắn là ông sẽ viết nét chữ đẹp hơn hành em của Liên. Đẹp hơn Thủy nữa, Đại Bé Trang nữa. Ông viết rất đẹp. Và ai có thói quen này? Đó là trước khi ta viết, tay của chúng ta bắt đầu xoay tờ giấy. Bởi vì nếu mà trên tờ giấy có bụi, trên tờ giấy, giấy mà giấy xấu đó, thì làm cho nét chữ không đẹp phải không ạ? Có đúng như vậy không anh em? Thì trước khi chúng ta trở thành bức thư của Đấng Christ, hãy nhớ rằng Đức Thánh Linh quan sát chúng ta. Amen. Ngài thấy ta còn lớn cỡ, Ngài không bao giờ dám viết. Cho tôi nghe chưa? Amen. Cho đến khi Ngài thấy lòng của chúng ta hoàn toàn đầu phục Chúa. Anh hãy nhìn vào hội thánh Chúa tại đây. Có ai được Chúa dùng cho chuyện lớn mà người đó còn lợn cợn không? Và những người bắt đầu được Chúa dùng thì hãy tiếp tục mở lòng của mình nhiều hơn nữa. Amen. Mở lòng hạ mình nhiều hơn nữa để Chúa viết nhiều hơn và Chúa dấy ta lên cho mục đích cao cả của Ngài. Cho tôi nghe chưa? Amen. Trên giờ này tôi kêu gọi anh em. Bức thư của Đấng Christ chính là đời sống của tôi và anh em. Quan trọng phải không ạ? Amen. Nhưng quan trọng hơn, đó là ai viết cái bức thư này? Đó là Đức Thánh Linh. Amen. Tác giả của bức thư này là Đức Thánh Linh. Khi ta đọc cuốn sách, chúng ta thấy, ồ, tác giả của cuốn sách này là một người viết rất hay. Amen. Chúng ta sẽ mua sách đọc. Còn nếu tôi đọc cuốn sách đầu tiên mà viết dở, tôi coi này, ông mục sư này viết chống đối Đức Thánh Linh, viết nhạo báng về ông Đức Thánh Linh, tôi không bao giờ mua sách đó nữa. Bao nhiêu người amen điều này? Amen. À, chúng ta đi ăn cũng vậy. Quán nó ngon ta đi ăn ngoài, mà quán nó bắt đầu dở là nghỉ chơi. Hả? Có phải không? Thì anh em, thế giới này họ rất thích đọc bức thư tác giả là Đức Thánh Linh qua đời sống của tôi và anh em. Chất liệu tiếp theo đó là không viết bằng giấy, nhưng viết bằng mảnh lòng của tôi và anh em. Quan trọng vô cùng. Hallelujah. Cho nên chúng ta hãy chuẩn bị tấm lòng của mình bắt đầu từ buổi nhóm mùa vui mùa Giáng sinh 2023 này, để chuẩn bị thông điệp Giáng sinh gửi cho gia đình của chúng ta, gửi cho bạn bè của chúng ta, gửi cho cộng đồng chúng ta đang sống. Để gì? Để khi chúng ta có nhóm chung với nhau, chúng ta mời họ, họ sẵn sàng đến. Và khi ta kêu gọi, họ tin nhận Chúa. Họ nói cái người mời tôi đúng như điều ông mục sư này giảng. Hallelujah. Đúng như điều Kinh Thánh dạy dỗ. Thế là họ sẽ tin nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa cuộc đời của chính mình. Xin mời hội thánh chúng ta đồng đứng lên đến với Chúa và bắt đầu cầu nguyện. Mỗi chúng ta cùng nhau đến với Chúa và cầu nguyện. Hãy suy nghĩ về mùi thơm của Đấng Christ. Hãy suy nghĩ về sự sống. Và Kinh Thánh quả quyết rằng sự sống làm cho sống. Nhưng rất là tiêu cực. Và Kinh Thánh cũng đề cập đến sự chết làm cho chết.
hãy quyết định sửa sai, hãy quyết định thay đổi, hãy quyết định ăn năn, hãy quyết định đầu phục Chúa. Và hãy nhớ thông điệp sau hôm nay, chúng ta là bức thư của Đấng Christ, mà chức vụ của chúng tôi gửi gắm cho thế giới này, cho gia đình của anh em, cho cộng đồng của xã hội, cho địa phương, cho nơi chúng ta đang sinh sống. Anh em đừng đi nhà thờ, đừng đi nhà thờ mà rời phòng nhóm, chúng ta vẫn sống theo kiểu của mình. Đừng đi nhà thờ mà rời phòng nhóm, chúng ta vẫn sống như một người chưa biết Chúa Giê-xu là ai. Ô Karamaka, Hê Kakamaka, hãy nhớ chúng ta là bức thư của Đấng Christ. Và tác giả của bức thư này rất là nổi tiếng, rất là quan trọng với thế giới hư mất này, không ai khác hơn chính là Đức Thánh Linh. Và Ngài chỉ viết trên chất liệu đó là bằng lòng của tôi và anh em. Anh em ơi, tấm lòng của tôi và anh em rất rất là quan trọng. Hãy trải lòng của mình trong chính giờ này, các anh chị em yêu dấu. Hãy trải lòng của chúng ta, hãy suy gẫm, hãy ngẫm nghĩ. Có thể lắm quá khứ của chúng ta, chúng ta quên mất đi chúng ta là lá thư của Ngài. Và chúng ta không hề hay biết rằng chúng ta là lá thư được gửi gắm cho thế giới này. Chúng ta không hề hay biết là chúng ta là lá thư mà Đức Thánh gửi gắm cho gia đình của chúng ta. Chúng ta không hề hay biết và cảm nhận rằng chúng ta là lá thư mà Chúa gửi cho vợ của chúng ta, cho con của chúng ta, cho anh chị em trong gia đình của chúng ta. Vì cái đó mà chúng ta lại để cho thế giới này, thế gian hư mất này viết những điều không tốt trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta để cho Satan viết những điều không tốt trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta để cho Antichrist, là kẻ chống lại Đấng Christ, kẻ chống đối Đấng Christ, viết những điều thật là nguy hiểm trên cuộc đời của tôi và anh em chăng? Hãy xin lỗi Chúa giờ này anh em. Hãy xin lỗi Chúa. Hãy xin lỗi Chúa. Hãy xin lỗi Chúa. Và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn con là lá thư mà Ngài gửi gắm cho thế giới này. Con muốn con là lá thư của Đấng Christ mà Ngài gửi gắm cho gia đình của con, cho hôn nhân của con, cho vợ của con, cho con cái của con, cho những người chưa biết Ngài. Chúa ơi, Chúa xin giúp chúng con ơi Chúa. Sứ đồ Giăng là một trong những sứ đồ đầy tình yêu thương, đầy Đức Thánh Linh. Ông cũng có nói như thế này: ta còn nhiều điều muốn viết cho các ngươi. Ta không muốn viết bằng giấy và mực, nhưng ta ước ao đi thăm các ngươi và đối mặt nói chuyện cùng nhau, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dẫy. Giăng nhì đoạn 1 câu 12. Ông có một sứ đồ và tiếp tục ông nói, ông còn có nhiều điều muốn nói với hội thánh của Chúa và nói với chúng ta hôm nay, nhưng ông không muốn viết bằng mực và bằng giấy, nhưng ông muốn gặp mặt đối mặt để ông đọc được điều gì Đấng Christ đã viết trên cuộc đời của tôi và anh em, để sự vui mừng trong ông được đầy dẫy. Anh em ơi, gia đình của chúng ta chắc chắn ba mẹ, anh chị em, vợ con rất nhớ chúng ta. Họ nghe ta nói chuyện qua điện thoại rồi. Có thể họ thấy chúng ta trên video, qua Messenger video, qua e-messenger, qua FaceTime. Nhưng mà tôi tin một điều rằng lòng của họ muốn gặp mặt đối mặt, amen, để đọc. Hallelujah. Để đọc.
Đám cưới của Trà và Khải vừa rồi là một đám cưới rất được phước. Đàn trai đã làm chứng rất là phước hạnh. Họ đến lần đầu tiên trong cuộc đời của họ dự một cái đám cưới mà rất đầy ý nghĩa. Họ không biết sướng sương là gì. Họ không biết vợ là gì, không biết chồng là gì. Không biết giao ước của hôn nhân là gì. Và qua đám cưới đó, mùi thơm của đám rít họ đã đọc được, em. Họ đã ngửi được. Anh em ơi, có thực mới vực được đạo. Nếp sống của tôi và anh em quan trọng hơn cách chúng ta đi nhà thờ. Amen. Cách sống của chúng ta quan trọng hơn chúng ta hát nữa. Cho nên chuyện này tôi kêu gọi và nói với anh chị em rằng hãy giữ lòng của mình. Hãy tiếp tục trải lòng của mình. Hãy cầu nguyện với Chúa. Nhiều người họ muốn đối mặt với chúng ta lắm để xem thử chúng ta giảng như vậy, chúng ta có sống như vậy không? Xem thử chúng ta làm chứng như vậy, chúng ta có thật sự như vậy không? Rất nhất là người nhà của chúng ta. Ngày qua khi nên làm phong để trang trí chuẩn bị Merry Christmas 2023, tôi và Nghĩa Đạt cũng nói chuyện với nhau, có Khải, có Amin. Nghĩa nói rằng này, gia đình của con ban đầu mẹ con mới tin Chúa, sốt sắng nói về Chúa cho anh chị em, cho bà. Nhưng họ cứ nghĩ rằng là chúng con dắt họ về một cái tôn giáo, bắt họ đi theo một cái đạo, một cái tôn giáo gì đó. Và họ không muốn theo bố ạ. Nhưng bây giờ họ bắt đầu nhìn thấy. Anh em, cái vấn đề chúng ta nói là một điều tốt, nhưng cách sống là điều tốt hơn. Vì cách sống nó phản ảnh những điều chúng ta nói. Amen. Amen. Người ta sẽ ngửi được cái mùi thơm qua cái cách sống của tôi và anh chị em. Cho nên bao nhiêu người sẵn sàng muốn trở thành bức thư của Đấng Christ, thì tôi kêu gọi anh em xin hãy tiến lên phía trước. Như một lời, đừng đi lên mà không biết gì cả nha. Tôi không muốn điều đó. Tôi muốn chúng ta tiến lên dù một người, nhưng tôi ước ao rằng người đó nhận biết được sứ điệp hôm nay cho chính cuộc đời của mình. Xin đừng lên và trở về vẫn tiếp tục sống như một người không biết Chúa. Xin đừng lên và ra về và tiếp tục bày tỏ mùi của sự chết nữa. Nhưng hãy quyết định lên và ra về, trở thành mùi của sự sống, làm cho sống, và trở thành mùi thơm của Đấng Christ được rải khắp chốn. Amen. Để rồi chúng ta trở thành bức thư của Đấng Christ gửi đến cho thế nhân trong thông điệp mùa Giáng sinh năm 2023 này. Trên xin mời, tôi kêu gọi anh em, xin mời ban nhạc phục vụ cho bài hát. Đưa tôi lên, con thờ phượng Chúa với cả tâm linh con hướng về Ngài. Và chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.